Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác, và hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2023, tức vào ngày thứ 6 cuối tuần. Thì em cũng xin kính chúc cho toàn thể các bác mà xem được cái video này có những ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình, bên người thân thật vui vẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Và hôm nay em xin làm cái video này để giới thiệu đến toàn thể các bác những mẫu phụ kiện về audio như dây quang, dây AV, dây USB kết nối laptop hay là USB ổ cứng. Đấy. Để vào phần chi tiết video này thì hôm nay em vẫn làm cái chương trình đoán hai số cuối của cái tờ tiền 5.000 mà em đã che đi. Thì phần quà đợt này thì nó sẽ là một chiếc USB 32GB, một sợi dây quang Choisin. Trị giá của hai phần quà này là 500.000. Các bác sẽ làm thao tác như sau. Là thứ nhất, các bác sẽ bình luận vào video này hai số cuối của tờ tiền. Cái thứ hai thì các bác sẽ ấn cho em cái nút like video này. Cái thứ ba, nếu các bác chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo. Em sẽ theo dõi tất cả những bình luận của các bác. Bác nào đoán trúng thì em sẽ comment lại trả lời bình luận của các bác là chúc mừng bác đã đoán trúng và bác sẽ liên hệ em để nhận quà. Còn bác nào chưa trúng thì em cũng chỉ like cái bình luận của các bác thôi. Thế là bác nào chưa trúng thì mong các bác thông cảm, video sau chúng mình lại đoán tiếp. Và mỗi bác chỉ được đoán một lần trên một video. Đấy. Chứ không đoán nhiều lần ạ. Đấy thì hôm nay thì em xin làm cái video để báo giá, giới thiệu đến các bác những cái phụ kiện chuyên chơi âm thanh như dây quang, USB, ổ cứng, dây AV, dây USB kết nối laptop hay là những cục chuyển đổi quang ra cốt hoặc đồng trục ra quang. Đấy. Thì cái phần đầu tiên thì em xin giới thiệu đến một chiếc USB 32GB. Chiếc USB này em đã có full nhạc và trị giá của chiếc USB này 350.000. USB của Kington đây là 350.000 một chiếc. Và em đã cắm vào TV. Thì trên TV đây thì nó đã hiển thị tất cả những cái phần file nhạc mà em đã rip từ CD xịn nhà em ra. Thì trên đây thì nó là có tất cả là tầm 60 CD. Em đã tách riêng từng từng CD, từng folder một. Đấy, chẳng như 8 nẻo đường thành của Hồng Trúc rip CD ca dao. Thì bên trong cái folder này nó sẽ có 10 bài hát. Và tất cả những cái đĩa CD, những cái file folder này là chính tay em rip ra từ đĩa CD nhà em. Đây, đĩa CD nhà em đây ạ. Cũng rất nhiều nhá, đĩa xịn nhà em rất nhiều. Nó tầm mấy trăm chiếc. Đấy. Đấy, thế nên là các bác yên tâm về cái nguồn nhạc. Và cái nguồn nhạc này em bán ra thì các bác yên tâm về chất lượng. Đấy. 350.000 một USB. Đấy, tất cả những cái em đã rip đây. Và cái USB 32GB này thì nó chứa được tầm 60 CD và tương đương là hơn 600 bài hát. Đấy, hơn 600 bài hát. Đấy là cái USB 32GB. Đấy là ok, USB 32GB. Và cái thứ hai là cái ổ cứng 1T. Đây, ổ cứng của Western Digital. Ổ này thì nó được sản xuất vào năm 2021, make in Thái Lan. Ổ này đây, nó kèm ổ cả đốc này. Đấy, cái này các bác chơi DAC, các bác cắm vào hoặc cắm vào TV cũng được. Cái ổ 1T thì nó chứa rất nhiều nhạc nhá. Nó tương đương với mấy nghìn bài hát. Đấy. Và cái ổ này thì em bán là 1.500.000 đồng là đã có full nhạc cho các bác chơi rồi. Đấy. Đấy là 1.500.000 đồng là cái ổ này. Tiếp đến thì em xin giới thiệu đến các bác một sợi dây AV của Audio Technica. Dây xịn sò nha các bác nhé. Dây mới tinh này. Là có cả cái nhựa để chặn giữa hai dây này, cũng dập logo này và đầu nút này. Và dây này thì cái dài nó dài 1.5 m. Đây. Dây Japan xịn sò, mã của nó là ARTLINK AT6A43, 6A48 ạ. Thì cái dây này dài 1.5 m, dây này dây xịn sò của Nhật, to mềm. Chất âm con này, rất âm của dây này cực kỳ hay luôn. Và dây này em bán là 2.5 triệu, dài 1.5 m, 2.5 triệu. Tiếp đến là một sợi dây quang của Amazon Basic, dây này của Mỹ, dài 5 m.
to và mềm. Thì dây này em bán là 900.000. Đây nó có dập logo đấy các bác này. Amazon Basic. Đấy. Digital Optica Loud Lots. Dài 5 m, dây này là 900.000 đồng. Tiếp đến thì là một sợi dây của GVC. Đấy, cũng là dây Nhật xịn sò đây. Dài 2 m, dây này thì trị giá 350.000 đồng nhé các bác nhé. Đấy, các bác xem video thì các bác thích cái món phụ kiện nào thì cứ liên hệ với em. Cái số điện thoại thì em để bên cạnh đây rồi ạ, 0966723489. Đấy, cái dây này dây 2 m là trị giá 350.000 đồng. Còn cái dây dài 3 m cũng của GVC đây. Dây này thì là 700.000 đồng. Dài 3 m. Đấy, dài 3 m 700.000 đồng. Tiếp đến là một cái cũng là một dây GVC dài 3 m, nhưng dây này nó là mới nguyên hộp. Đấy, nó hơn cái hộp. Và dây này là 800.000 đồng. Đấy, cái mã của dây đây là XL130SA. Đấy, thì cái dây này dây không hộp đấy, thì các bác có thể lựa chọn một trong hai cái dây này nếu các bác mà thích rẻ. Đây, dây là cũng là dây mới nhưng mà nó không có hộp thôi các bác nhá. Còn cái dây nó có hộp thì là 800.000 đồng. Đấy, hai dây này đều 3 m. Và tiếp đến thì em giới thiệu đến các bác hai cái cục chuyển đổi số ra số. Đấy, tại sao em được gọi số ra số? Có nghĩa là nó sẽ chuyển đổi từ quang ra đồng trục, hoặc là từ đồng trục ra quang. Đấy, các bác nhìn chiều mũi tên này. Đấy, của Audio Technica, một cục nó là mã của nó là ATDSL11, và cái cục này cũng vậy là ATDSL1. Hai cục này thì chức năng như nhau, và hai cục này em bán là 900.000 một cục nhé. Và hai cục này thì nó sử dụng nguồn nuôi là 9V các bác nhé. Nguồn nuôi 9V, và khi bán thì em sẽ kèm cho các bác là một cái nguồn adapter. Đấy, 900.000 một cục. Còn đây là cái cục chia quang, một đường vào và ra 4 đường quang, Audio Technica ATDSL3. Con này cũng dùng nguồn nuôi 9V. Và tín hiệu của 4 đường quang này thì rất ổn định nhé các bác nhé. Rất ổn định. Và cục này cũng là 900.000 đồng. Đấy. Và em giới thiệu đến một cái dây Soli dài 1,5 m, cũng là dây Nhật xịn sò đây các bác nhé. Đây là dây có dập logo luôn ạ. Dây này thì em bán là 400.000 đồng, dài 1,5 m này. Và cái cũng là một cái dây như thế, nhưng mà dây này nó dài 3 m. Đấy, cũng là dây Soli. Dây này thì em bán là 800.000 đồng. 800.000 dây. Còn một cái dây xịn nữa là dây của Montercap. Montercap dây Mỹ này. Dây này dài 3 m là em bán 850. Đấy. Và em cũng cam kết là tất cả những cái món phụ kiện bên em bán ra đều là xịn sò nhé các bác nhé, chứ không có dây tàu hay là Trung Quốc gì cả đâu. Đấy. Và tiếp theo thì em sẽ bán cho các bác hai sợi dây USB để mình chơi kết nối từ laptop vào DAC. Đấy, hoặc vào những thiết bị bộ dàn mà có cổng USB. Thì cái dây của nó là dây Elecom. Mã của nó là DHAB10. Hai cái dây này thì là dài 1 m. Thì cái dây có hộp là em bán 750.000 đồng các bác nhé. Dây có hộp đây, dây của Nhật đây. Cái thương hiệu Elecom là thương hiệu chuyên phụ kiện audio nổi tiếng của Nhật. Đấy, nó là chuyên phụ kiện. Còn cái dây này nó không có hộp thì nó sẽ rẻ hơn, là có 500.000 đồng thôi. Cũng là dây dài 1 m, y xì như nhau. Đây, đầu rách của dây được mạ vàng đây các bác nhé. Đấy. Đấy là một dây 750 và một dây là 500.000 đồng. Đấy. Các bác mà xem được video những cái món này thì các bác có thể liên hệ với em. Và tiếp đến thì em xin giới thiệu cái combo 5 đĩa MD mà em đã sao chép từ 5 đĩa CD này ra. Đây, 5 đĩa CD này ra. Đấy. Vâng, và 5 cái đĩa MD này em sao chép từ đĩa CD ra, chứ em không ghi từ file nhạc các bác nhé. Chẳng như cái đĩa Nó và Tôi của Trường Vũ này, thì cái đĩa xịn của Trung Tâm Phượng Hoàng. Đấy, em sẽ giới thiệu kỹ. Đây, đĩa xịn của nó đây nhá, chứ em không sao chép từ đĩa CD Phono đâu ạ. Đây, đĩa xịn của nó đây. Đấy.
và mặt sau của đĩa thì nó có những cái bài hát ngày đó và tôi, à ngày đó xa rồi, nó và tôi, vọng gác đêm xưa. Đấy. Và cái đĩa thứ hai là cái đĩa Người xa người, một trong những cái đĩa cực kỳ hay của Chế Linh và Hương Lan. Đây cũng là đĩa xịn của đĩa này, là trung tâm của Thúy Nga nhá. Đấy là em sẽ sao chép từ đĩa xịn ra. Đấy. Nên là các bác cứ yên tâm về cái chất lượng đĩa MD. Nếu các bác mà một thực ra thì cái đĩa MD thì em cũng bán rất ít, bởi vì cái sạc khi mình sao chép đĩa MD từ CD sang MD thì nó là sao chép tốc độ 1:1. Đấy. Thế nên nó rất lâu. Đây là cái đĩa Đêm Buồn Tỉnh Nhẹ của Chế Linh Hương Lan. Đấy cũng là tem nàng văn. Và đĩa Xa Vắng của Thiên Kim. Đĩa này thì cực kỳ hay rồi, đĩa này của Asia. Và cái đĩa Như Quỳnh Tiếng Hát Ngày Xưa, Yêu Tiếng Hát Ngày Xưa cũng là đĩa của Thúy Nga. Và combo 5 đĩa MD này, combo 5 đĩa MD này em bán là 300.000 đồng, đủ cả vỏ hộp các bác nhá. Đấy đủ cả vỏ hộp 500.000, à 300.000 5 đĩa, có nghĩa là 60.000 một chiếc. Đấy. Và đĩa CD thì nhà em cũng rất nhiều nhá. Những ca sĩ cổ như là Chế Linh, Thanh Tuyền, Hương Lan, Hoàng Oanh, Tuấn Vũ, Trường Vũ, Đan Nguyên. Đấy, Đan Nguyên này. Và Thiên Kim này, Hoàng Thục Linh này, Hồng Trúc này, Giao Linh này, Duy Khánh này, rất nhiều đĩa. Các bác nào mà thích ca sĩ nào thì cứ liên hệ với em sẽ chụp ảnh từng đĩa CD một để em gửi cho các bác ưng món nào, các ưng đĩa nào thì em sẽ sao chép ra đĩa MD cho các bác. Đấy, thì là hôm nay thì em sẽ làm một cái video này để chuyên giới thiệu về những món phụ kiện audio. Đấy. Đấy, hiện tại thì những đầu DAC giải mã thì nhà em rất nhiều. Còn bây giờ thì em sẽ cho các bác nghe một đoạn thưởng thức chất âm của chiếc đầu ZA50S, một trong những model khủng bố hết số của Sony. Đây em đang chạy đĩa MD nhá. Em sẽ mở to âm ly này. Tất cả hôm nay gì em giới thiệu thì các bác có thể liên hệ với em theo cái số điện thoại hotline là 0966723489. Địa chỉ xem hàng bên em là tại Cầu Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Nick Facebook của em là Dũng Hương HP. Và cái số điện thoại hotline trên thì cũng là cái số Zalo của em. Đấy. Thì một nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác suốt thời gian 8 năm qua đã ủng hộ hàng hóa bên em. Em cũng xin chân thành cảm ơn ạ.